Xin chào cả nhà. Hôm nay bên Sula Nghiên giới thiệu tới mọi người về tấm pin năng lượng mặt trời Caladian, hàng chính hãng của Đạt Sula nhé. Hiện tại tấm pin bên em đang bán ở đây là tấm 540W, công nghệ 10+3, có tất cả là 10 đường mạch này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Công nghệ là công nghệ 10 đường mạch nhé. Tấm này là tấm Mono Half Cell 144 cell, có kích thước là 1m15 x 2m27. Tấm này có công suất là 540W. Hiện tại hôm qua tối qua em về được một kiện, trả hàng thì còn tương đây này. Tấm này hiện tại bên em đang bán với giá tại kho là 4.300.000 một tấm. Tấm được bảo hành chính hãng 12 năm. Tấm của Đạt Sula thì nó sẽ khác với cả những cái tấm pin khác một chút là về cái CG. Khi CG mọi người quét thì nó sẽ có hạn bảo hành nhé. Ở đây nhà em về là máy Sun 1000, máy Sun 2000 này. Đấy, kích điện, pin lithium các thứ này. Nói chung là rất là nhiều món đồ. Hiện tại em đang sẵn ở kho Hưng Yên là tấm 440 của Đề Huy. Tấm 440 của Đề Huy thì nó sử dụng công nghệ là 6+3, là sẽ có 6 đường mạch này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 đường mạch. Đấy. Thế còn công nghệ của Caladian tấm 540W thì cái tấm này sử dụng công nghệ là 10 đường mạch. Mạch ở đây người ta sử dụng là đường mạch nhỏ nhé. Đường mạch nhỏ này nó chính là cái đường mạch to này này. Xong là người ta lấy máy người ta quấn nó lại, quấn nó lại thành cái dây chỉ nên là nó rất là nhỏ. Đấy, đây. Nó quấn thành dây chỉ như thế này. Đấy, nó gọi là công nghệ 10+3. Như tấm hôm nọ em bán là tấm 540 của Gia tháo mái, tấm đấy thì lại 11 đường chỉ cơ, chứ không phải 10 đường chỉ như thằng Caladian này. Đây, để em cho mọi người xem tấm. Đây là phía sau của cái tấm Caladian thì nó là như thế này này. Ở đây thì nó sẽ đây, model là CS6W và cái 540MS này. Công suất ở đây là 540W, điện áp làm việc là 41,3V, dòng điện làm việc là 13.08. Điện áp hở mạch là 49,2 và điện áp ngắn mạch là dòng điện ngắn mạch là 13.9, cầu trì 25A. Caladian tấm này là 13.8A nhé. Câu ơi, dòng điện của nó khi trời nó nắng nó đạt là 13,8A của Caladian chính hãng này. Dây rắc của nó đây, rắc của Caladian thì bao giờ nó cũng xịn sò rồi. Đấy là rắc của tấm Caladian. Khi mọi người mua tấm Caladian của Đạt Sula thì mọi người chỉ tải cái phần mềm có tên là Đạt này, Đạt Porto này. Đấy, sau mọi người bấm vào cái mục kiểm tra bảo hành đây. Đây, mọi người bấm mục kiểm tra bảo hành này cho em này. Đấy. Sau đó là quét cái mã vạch của cái sản phẩm, bấm vào scan barcode này. Lúc này thì sẽ quét cái mã vạch của cái tấm pin nhá. Đây, ví dụ em quét bất kỳ một tấm pin đây này. Rồi, sau khi quét xong thì nó sẽ một lúc thì nó sẽ đọc tín hiệu. Đây. Đầu tiên là mọi người sẽ đọc được CG của tấm pin này, sau đó là tới mã sản phẩm. Mã sản phẩm là CS6W540MS này. Tiếp theo đó là tên sản phẩm là tấm pin năng lượng mặt trời Caladian Solar CS6W540MS 540W pin. Ngày mua là ngày hôm qua, ngày 19, chiều hôm qua em hàng mới về. Và hạn bảo hành của tấm pin là mùng 2 tháng 9 năm 2034. Đấy, là tấm pin của Đạt Sula thì nó chỉ có khác một chút như vậy thôi. Tức là nguồn gốc và chất lượng xuất xứ các thứ là có cam kết bảo hành đàng hoàng. Đấy, không mập mờ như một số đơn vị khác, bán xong là thôi. Trên thị trường thì chỉ có mỗi tấm, hai loại tấm là tấm của LG và tấm của Caladian hàng Đạt Sula là em thấy là về cái quy trình bảo hành các thứ là chuẩn. Thế còn các tấm khác ví dụ như Đề Huy, V Sun các thứ thì thực ra nói chuyện với các bác là cũng bán xong là thôi. Đấy, chứ tấm pin thì chả giờ nó hỏng đâu, mà để chứng minh được
chứng minh được một tấm pin nó bị hỏng lỗi do nhà sản xuất. Nó mất rất nhiều các cái công đoạn và rất nhiều bên. Ví dụ như là mọi người phải thuê một bên công ty thứ ba đến thẩm định xem là nó lỗi tại nhà sản xuất. Sau đó là lại phải mất tiền chuyển tấm pin đó từ nhà mình tới trung tâm bảo hành của cái công ty đó. Công ty đến công ty họ xác nhận là lỗi nhà sản xuất, họ trả tấm khác xong mình lại phải thuê xe trở về. Em nói thật các bác, một tấm tháo mái bây giờ nó có hơn 2 triệu. Và cái tiền đi bảo hành, ví dụ bác ở Lào Cai mà mang xuống Hà Nội bảo hành thì trả một tấm pin xuống hết hơn 2 triệu tiền xe, thì các bác mua tấm mới cho nó nhanh. Thì thay để làm gì, bảo hành làm gì cho rức đầu. Bởi vì là cái chi phí vận chuyển, chi phí gửi tấm pin đi bảo hành này, tấm pin tới như trung tâm bảo hành nó phải còn nguyên vẹn, không bị lứt vỡ thì mới được bảo hành. Đấy, họ chấp nhận bảo hành, họ xét duyệt xong rồi. Ví dụ như một tuần sau họ xét duyệt xong, ví dụ nhanh thì họ trả trong ngày, còn lâu thì một tuần họ trả hàng mới. Họ trả hàng mới cho mình lại phải thuê xe chở cái tấm mới đấy về đến nhà mình. Đấy, nhà em ở Hưng Yên chạy lên Hà Nội hết 600.000 không sao. Đấy, bác ở Lào Cai Yên Bái bác chạy xuống Hà Nội có phải hết 2 triệu phát không? Tiền đấy em nói thật các bác mua luôn tấm mới cho nhanh, cho đỡ rức đầu. Đấy, thế còn để tấm pin thì trên thị trường thì trôi nổi nó nhiều loại tấm lắm. Tấm loại A, loại B, rồi là tấm mẻ, tấm sứt, tấm vỡ, rồi là tấm công suất kém, rồi tấm dán tem lại, thì nó đủ các thể loại trên thị trường. Thì các bác mua thì các bác cứ tìm hiểu thôi. Chứ còn em bán thì cụ thể nó có thế thì em cũng giới thiệu vậy. Thì em đang bán là hàng của Đạt Solar. Giá là 4.3 triệu một tấm bán tại kho. Các bác mua nhiều thì em bán là 4.212.000. Thế là hàng thì bên em bán tại kho, còn chi phí vận chuyển các nơi thì nó còn phụ thuộc vào các bác ở xa hay ở gần. Đấy, thì đó là những cái tấm pin mà nó đảm bảo. Hoặc các bác có thể mua tấm pin của LG, thì do là công ty LG Việt Nam bảo hành. Hoặc là các cái tấm pin khác. Nói chung là nó có nhiều đơn vị bán pin và nhiều loại tấm pin trên thị trường. Còn khi các bác mua thì thực ra nó gọi là tiền nào của đấy rồi, rẻ nó có cái giá của nó. Rẻ nhất trên thị trường vẫn là các cái tấm pin mà tấm pin gì nhỉ? Tấm pin tháo mái là tấm pin rẻ nhất. Tháo mái thì nó cũng có nhiều loại. Ví dụ như là tháo mái là do cái công suất lắp đặt tấm pin sau khi chạy nó bị giảm hiệu suất rõ rệt, thì người ta bán, nó gọi là bán cái đấy, nó gọi là pin kém chất lượng. Thì có những công trình mái là người ta không đóng được điện, người ta cũng phải bán để giải ngân vốn ngân hàng. Thế có những công trình, ví dụ như có bác lắp một đăng ký điện lực có 1 mê, nhưng mà lại lắp đến 1 mê 3 là thừa 300W điện lực, người ta đến bay flycam người ta bắt tháo xuống, thì cái đấy gọi là những cái tấm đấy gọi là dỡ mái của những cái công trình bị thừa. Đấy, nó có nhiều kiểu dỡ mái lắm. Kiểu thứ nhất là bán không đóng được điện, không thu hồi được vốn, điện lực không mua, người ta dỡ mái ra để người ta thu hồi vốn, người ta thu lại được phần nào được để giải ngân ngân hàng. Thì cái đấy nó gọi là bà mua của những cái đội vỡ lợ, thì pin đấy mới là pin xịn. Hoặc là bà mua của những cái đội mà ví dụ như là người ta lắp 1 mê nhưng mà cố lắp thêm 300 nữa thì thừa 300 người ta bán đi. Đấy là những cái pin để pin xịn. Còn ví dụ như là có những cái dự án mà thực ra mình cũng không biết được. Ví dụ những dự án mà người ta lắp vào những thời điểm người ta chạy pin kém chất lượng. Đấy, nhưng mà sau một thời gian là hiệu suất nó giảm xuống, nó còn không hiệu quả kinh tế nữa, thì người ta bán tháo đi. Đấy. Thì cái đấy nó rất là khó, mua thì được cái nào hay cái đấy thôi. Thì còn mua thì các bác cứ mua khoảng Zia xịn chẳng hạn, hoặc là tấm Caladian xịn chẳng hạn. Thì Caladian xịn hoặc là Zia xịn thì nó như thế nào các bác lên YouTube mà nghiên cứu. Rất nhiều người chia sẻ về những cái điều đó. Thì hôm nay thì em cũng tiện thì giới thiệu là hàng của nhà bên em về bên Solar Hưng Yên. Hiện tại ở kho Hưng Yên nhà em có 2 mẫu như vậy thôi. Một mẫu rẻ tiền của hãng hãng Đề Huy 440 là 3.2 triệu, còn 450 9 bớt 3 là 3.3 triệu. Đấy, còn tấm Caladian 540 công nghệ Molo Hub Cell mới nhất này, 10BB của hàng Đạt Solar này, thì giá nó có thể đắt hơn thị trường một chút. Thị trường chắc chỉ khoảng 4 triệu thôi, nhưng nhà em đang là 4.3 triệu và 4.212.000. Bác nào mua nhiều, mua trên chục tấm thì là 4.212.000. Còn bác nào mà mua dưới chục tấm thì sẽ là 4.3 triệu một tấm bán tại kho nhé. Giá bên em chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Đấy, những cái tấm pin này to, dài 2m27 nên yêu cầu những cái xe mà đến chở thì thường phải là xe 9 chỗ hoặc là các cái xe tải 7 tạ trở lên thì mới chở được. Vì thùng nó phải 2m27 thì nó mới chở được. Đấy, chứ thùng 2m nhưng con 6 tạ rưỡi là không chở được đâu nhé. Rồi ok, hàng này thì bên em
các tỉnh miền Bắc thì giao bằng xe tải, còn các tỉnh miền Nam thì nói thật với các bác là không bán được vào đấy đâu, bởi vì xa xôi như này, tấm to này vận chuyển sợ nó vỡ. Còn em vẫn gửi vào Đà Nẵng mới gửi vào Hà Tĩnh được nhá, gửi xe tải tại thành phố Hà Nội. Chi phí vận chuyển thì hai bên đàm phán với nhau. Các bác cảm thấy ưng thì là bên em xuất hàng, sẽ gửi hàng tới tận tay mọi người, nhận hàng thu tiền thanh toán. Hàng trước khi gửi thì sẽ được quay video rồi là check CG các thứ. Và khi mọi người mua bên em thì bắt buộc phải đặt cọc. Đặt cọc xong thì bên em sẽ gửi hàng xe tải vào cho mọi người. Có thể gửi vào các tỉnh như Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An. Gửi đưa hết mọi người nhé, gửi xe tải. Xe tải sẽ đi từ cảng Hà Nội chạy vào trong các tỉnh đó cho mọi người. Chi phí vận chuyển thì ví dụ như hôm trước em có gửi vào trong Hà Tĩnh là mất tuyến huyện là hết 250 một tấm. Đấy, thế còn tuyến tỉnh, tuyến thành phố thì là 200. Đấy, còn nếu mà tuyến huyện xa thì họ lấy 250 một tấm tiền vận chuyển gửi xe tải. Thế là gửi từ Hưng Yên lên Hà Nội, từ Hà Nội gửi đi các tỉnh. Lơ đường nó hơi loằng ngoằng một chút. Nhưng còn các bác nào ở quanh quanh đây, ví dụ em gửi được xe ở Hưng Yên thì em gửi Hưng Yên. Còn không em qua Hà Nội, em chuyển lên Hà Nội, từ Hà Nội sẽ gửi đi các tỉnh cho các bác. Thế tấm pin to này là nhà em không gửi Viettel đâu. Gửi Viettel em chỉ gửi tấm pin của Nhật thôi. Đấy, tiền thì hôm nay thì cũng giới thiệu và báo giá với mọi người về những cái mẫu pin mà bên em đang có. Thế còn chi tiết các cái mẫu pin khác thì các bác có thể nhắn qua Zalo nhé. Em có một bảng các tấm pin, các bác cảm thấy tấm nào nó phù hợp với gia đình mình, nhu cầu sử dụng của mình thì đặt hàng. Rồi, em xin phép là kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi.